ơi xin xin cá vàng bơi trong về nước ngồi lên. Trời ơi phải công nhận nha, cái đồ gì mà của Mỹ nó cũng đẹp hết trơn thấy không, sang trọng nữa. Trời ơi tao nói thấy thương á, có cái nón chút xíu vậy thấy cũng dễ thương nữa nè. Hả má, cầm chơi vui vui má, đừng đội thử lên đầu cái là giục cái nón nhỏ luôn nha má. Nhưng mà thấy thương quá à. Cái này là đồ Mỹ mà má. Cái nón này là coi như là chuyện nhỏ. Má coi mấy cái này nè. Trời ơi đồ phải mà công nhận đồ của nước đẹp quá rồi. Nè nè má thấy nội mà cái chiếc xe mà hồi nãy tụi con khui cái thùng ra đó. Wow, sao mà nó mần hay dữ vậy, mà nó đẹp dữ vậy không biết nữa. Trời má ơi, hàng ngoại mà nó mất tiền cho nên nó chất lượng mà nó sang chảnh. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, nhìn ủa mà cái này là của ai đây? Thì trời ơi, của con bé. Nó đặt hàng cho con là nhờ cậu Bụi bên Mỹ mua rồi gửi về. Cũng ăn lời bộ mà. Ê bộ nó siêu âm rồi biết. Ủa ê bị nó xong thai hàng sao con trai luôn con gái mà nó đặt đủ đồ hết trơn vậy, con gái con trai chỉ có hết trơn vậy. Nó chưa có siêu âm nhưng mà con bé nó nói rồi, nó thích sự sang chảnh. Nó nói là bây giờ hả, con trai con gái gì không cần biết. Nếu là con trai thì cất đồ con gái qua năm sau đẻ đứa con gái thì xài tiếp, kiểu vậy đó. Vậy đó hả? Đó. Công nhận nha. Ê kiếm hơi bị nhiều quá không? Ê, hơi bị bộn luôn. Nhưng mà mai mốt quá tới phiên con đẻ là má nói cậu Bùi là coi như là mua tặng con hết đó nha. Trời ơi yên tâm đi nội đây. Cô Tuyền ơi, bà Tám ơi, vô đây con. Tài tới, tài tới. Ê nó Linh dễ sợ, với gì nhắc cái đó tới liền. Bé trời ơi. Ngồi con ngồi. Bé ơi. Dạ. Dễ thương không? Thôi. Đẹp quá hả? Nhận hàng. Nè, cái này nè thấy chưa? Trời dễ thương quá hả? Cái nào thấy cũng mê hết trơn phải không? Dạ. Mà con không có tiền mua. Đâu, cái này là đâu có bán lẻ, cái này là một cái kiện đó, kiện mà cậu Bùi bữa hôm con nhờ gửi về đó. Là nó vô một kiện chứ không có mua lẻ tẻ đâu mà sợ hết tiền. Con bán này. Bữa đó nó gửi mua nhiều quá giờ nó hết tiền, nó tưởng con bán thêm mà. Nè. Nhưng mà nó nghe nè, hôm nay là qua hỏi có hàng chưa? Thật ra là hả Tuyền tính qua nhà con báo con biết là có hàng rồi, nhưng mà bị gì nhiều thùng quá để trong phòng khui còn chưa hết nữa. Xong rồi một lát nữa đợi chú Kiệt về cái chú Kiệt chở rồi hả bưng phụ hết qua nhà con, chứ con mang giác không có nổi đâu. Dạ không có cần đâu cô. Ủa sao vậy? Dạ con kêu thằng Thượng qua bưng hả? Nó vậy bưng liền đi mấy cái thùng của đây nè. Dạ cũng không cần đâu cô, tại vì con không có mua nữa. Cái này là sao? Chắc là cô Tuyền với lại bà Thắm cũng biết là dạo này gia đình nhà chồng con cũng khó khăn á. Anh Thượng nhà con thì đang bị thất nghiệp, cho nên là dạo này á, phải đi chạy xe ôm, thành ra thu nhập cũng không có được giống như ngày xưa nữa. Con ngày xưa thì con còn xài tiền của anh Thượng anh cho á, thì con còn mua được mấy cái đồ này, còn bây giờ thì chắc con chỉ có mua đồ chợ thôi, chứ còn đồ này thì con không xài được rồi. Mà cô Tuyền à, con thấy là ví dụ như mấy cái này á cô Tuyền, nó cũng đẹp đúng không cô Tuyền, mà thật ra mình chưa có xài mà. Bây giờ cô Tuyền gửi lại qua bên Mỹ á, xong rồi nói chú Bùi đem trả lại cho cửa hàng chắc được ha. Còn không là ví dụ như mà không được á, mình mang ra chợ mình bán, tại vì mấy cái đồ đẹp này chắc chắn là người ta sẽ mua, chứ bây giờ tiền là con không có để đưa cho cô rồi á cô Tuyền. Với lại cái gì vậy? Ông nghe cô má ơi đó, má ơi con đi hỏi cho cô Tuyền. Cảm ơn cô Tuyền đó má, con Tám nha, con đi hỏi. Ủa rồi còn có mấy cái đồ con rồi bây giờ nó không lấy rồi giờ sao đây? Trời ơi cái gì mà cứ hả họng hoài là sao, nói cho má nghe coi. Là sao? Con tức con á khẩu luôn á. Thì bây giờ cái biểu nó lấy đi rồi trả tiền chứ giờ sao? Ủa nó qua nó đặt mua một đống, xong nó qua nó bơm hàng một cách nhẹ nhàng như gió thẳng, xong nó lướt về bỏ luôn vậy đó hả? Trời ơi mấy cái này, trời ơi mấy cái này chứ con ăn thay cơm luôn á má ơi. Nhưng mà cái hết tất cả cái này là bao nhiêu nói cho má nghe coi. Có 1 triệu thôi hả? Ôi thôi một tưởng nhiều thì má không ấy được, chứ 1 triệu rồi má sẽ tràn cho rồi có gì thì ấy, chứ đi qua bển nói mất lòng người ta lắm, không có đáng hay không? 1 triệu sao mua hết cái nhà đồ chứ nhiều, có 1.000 đô. Cái gì? 1.000 đô? Trời không á, nãy giờ sao mà không nói sớm? Ta tưởng đâu là 1 triệu á thì má có thể mới gánh cho con chút đỉnh là đừng có mất lòng người ta. Còn bây giờ tao 1.000 đô hả? Hãy qua tới đó là xử nó luôn cho nó vậy được. Bình tĩnh đã, khoan đã má ơi, nhà bên đó đang rối má. Chưa có tính cái tiền công mua của ông Bùi nha. Chưa có tính luôn cái tiền gọi là chuyển hàng nữa là hả? Tiền hàng không lặng ngàn đô Mỹ hơn đó. Khổ ghê luôn. Chưa có biết con trai hay con gái rồi đặt tùm lum tùm la như vậy là thấy là không có mặt được rồi. Giờ con cũng không biết phải làm sao hết nè. Mà cũng chị cũng ngộ nữa. Nó đặt quá trời như vậy thì chị phải tư vấn cho nó hay như thế nào đó. Chứ có đâu nữa kêu chị mua cái gì chị cũng mua hết. Cho nên bây giờ nó mới ra cớ sự này nè. Trời ơi! Nãy giờ tôi hiền mà không có cho tôi hiền. Lâu lâu tôi giả bộ đóng vai hiền 1 lần cũng không được nữa. Em nói má tôi là hả? Thôi đi để từ từ đi, đừng làm khó mấy người. Bây giờ mấy người hỏi khó tôi hả? Dạ. Trời ơi, nghĩ làm sao? Tôi đã hỏi nó 5 lần 7 lượt. Con có chắc là mua không? Rồi chồng con có chắc là cho tiền không? Nó nói là chồng con giàu lắm, nhà bà nội chồng con ở đó đó. Đó hay chưa? Rồi chồng con kỹ sư. Làm sao tôi biết được cái chuyện tới ngày hưởng nó thất nghiệp? Bây giờ tôi mua cho đã rồi. Tôi đã không thèm tính tiền công, tiền chuyển rồi, bây giờ còn nói vậy với tôi mà nghe được hả? Dạ chị bình tĩnh, tại hồi nãy em cũng rối quá nên em cũng nói bậy. Thôi bây giờ mấy cái chuyện đó để em giải quyết cho. Nói vậy đi. Dạ. Bây giờ giải quyết làm sao? 1.000 đô luôn à? Thì để em trả tiền cho chị chứ biết sao giờ. Dạ em chịu nói sớm. Gì? Ủa? Về rồi nữa hả? Dạ. Tôi về sớm vậy? Con đi làm ngang đây có ít đồ ăn nè, đồ uống mang về cho bé với gia đình mình ăn. Rồi giờ con đi làm tiếp. Bé ơi! Thượng về nè. Dạ. Ôi, mua gì nhiều vậy? Anh biết em thèm, anh mua cho em ăn đúng không? Mua nhiều quá à. Ủa mà sao nhiều quá vậy? Nhà có bao nhiêu người đâu mà mua quá trời quá đất hả? Thôi nè, em với dì ăn đi. Kêu bà nội xuống ăn đi, anh đi làm đi. Nó nghe nè, ở nhà ăn đi rồi đi. Mà mua quá giờ mua về nhà có 4-5 người hả? Bà nội với ba đâu có uống sữa chua đâu. Mua vậy dư rồi anh ơi. Sao anh mua dữ vậy? Cái này anh có mua đâu. Sáng trời nhận được cái cuốc hàng đặt quá trời đặt luôn. Mình tưởng là vô mánh rồi. Chạy đi lấy hàng xong tới gọi điện thoại ồi với e luôn, nó bom hàng của con. Trời đất ơi trời. Vậy là bây giờ mình phải tốn tiền cái đóng hàng này xong rồi mình phải ăn cho hết luôn hả? Thì cái này á đem đi công ty cũng được. Nhưng mà phải mất thời gian lắm, rồi mất ngày chạy xe mình nữa. Rồi họ phải đi xác minh này nọ đủ thứ hết. Cái đống này 2 triệu bạc nè. Rồi họ đền có 50% mà. Thôi mang về nhà cho nhà mình ăn luôn, coi như là xui xẻo sao giờ. Mà chạy xe một ngày được bao nhiêu tiền mà bà bị bơm hàng hết 2 triệu. Trời ơi, 2 triệu đó anh, 2 triệu đó. Trời nhiêu đây, tiền của tôi xót quá mà, tôi đau bụng quá. Xót quá. Xót phải không? Dạ. Xót thì mai mốt mình đừng đi bơm hàng của người khác để nghiệp nó tới chồng mình nghe. Bà đi mua hàng bên bà Tiền á, xong rồi hàng người ta về tới rồi cái bà quỷ bà không lấy. Rồi tôi không biết sao mà bà Tiền bà bán được nữa. Trời đất ơi. Không phải, tại vì em lúc đó là em không có biết là em con trai hay con gái thì em mua tùm lum tà la vậy đó. Xong rồi lúc mà ship về thì lại ngay cái lúc mà anh bị mất việc, em thấy tiếc tiền quá nên em trả lại, em không lấy nữa. Đó em thấy chưa? Em bom hàng người ta đã, bây giờ anh đi làm người ta bom ngược lại anh nè. Em nào ngờ nghiệp quật nhanh như vậy đâu. Mà thôi đi, không sao đâu. Tôi trả tiền hết rồi. Ủa? Thiệt hả gì? Trời ơi, vậy trả tiền cho con luôn hả? Ủa đảo quá anh ơi. Gì vậy luôn á hả? Vậy mà em còn vui được hả? Sao? Thì vì trả tiền rồi thì em đỡ mang nghiệp bơm hàng người ta. Thì không biết nói sao với em luôn á. Dì Hà cứ hết lần này tới lần khác giúp vợ chồng mình hoài à. Tôi nói nghe nè, không có ngại gì hết đó, thì coi như là tôi mua quà cho cháu tôi đi. Con của hai người cũng là cháu nội của tôi vậy. Vậy sao? Nhưng mà bây giờ tôi không có đưa đâu. Tôi đợi tôi biết là con trai hay con gái rồi tôi mới lựa ra tôi đưa. Dạ. Nhưng mà dì đã lỡ mua hết rồi thì mấy cái đồ mà không có vừa thì sao dì? Thì không vừa thì mình bán, mình lấy tiền lại chứ làm sao. Đúng không? Bây giờ biết ra con trai hay con gái tôi rồi tôi lựa ra tôi đưa, rồi cái nào không mặc được nó trái với giới tính hoặc là nó không có đúng với cái số tuổi thì mình lên mạng mình bán lại, mình lấy tiền lại, chứ giờ gia đình mình cũng hơi khó khăn á. Dạ vậy cũng được gì. Bởi vậy nhờ có gì cứu giúp á, cho nên là bé hứa với dì, một lần nữa bé xin hứa xin thề với dì là bé sẽ không có bơm hàng của ai nữa, để bé không bị gánh cái nghiệp của chồng bé đi làm bị người ta bơm hàng. Bé hứa với cả nhà như vậy luôn đó. Thôi anh đi chạy xe tiếp đây. Ủa không ăn rồi đi làm? Tranh thủ chạy gỡ gạt cái đống này cái gì, chứ bây giờ làm sao. Thôi dì với bé ăn đi nha, con đi làm đây. Anh chạy xe cẩn thận nha. Buồn quá à. Ở nhà nha. Dạ em sẽ. Dạ. Thôi dì con đi. Ở nhà nha. Dạ. Đi làm đây. Dạ. Đi cẩn thận đó nha. Ê nói nghe nè, nghe nói sữa chua này ngon lắm á. Ngon lắm luôn á. Gì tự nhiên có người bơm hàng cái sao rồi cũng ăn cũng đỡ. Coi như cũng có cớ ăn thôi chị ha. Nghe đó sữa chua ngon, sữa chua ngon. Đó, con thích ăn cái này là ít cay hợp với con đó. Chuyện mẹ chồng nàng dâu có ai yêu nhau